phải tàu vượt biên không? Việt Nam vượt biên đúng không? Rồi từ từ, từ từ. Rồi. Bác muốn đi nước khác là bác ở vậy thôi, không muốn ở vô nước Việt Nam vậy thôi, là có bao nhiêu đó thôi à? Mình thử nghĩ cái đến bây giờ không có người ra đi mà, chứ không gì cái giai đoạn đó mà nhiều người đã biết như thế nào rồi họ vẫn còn ra đi trong giai đoạn này. Mình phải ra đi chứ không thể nào mà ở, mặc dù là biết có ngày 1 tháng 3 là cửa trại tị nạn đóng, nhưng mà phải ra cho khỏi cái xứ cộng sản đó, rồi mình có chết đi nữa, dù thí dụ chết đi nữa thì cũng là chết một lần thôi. Thì tính lại đến bây giờ là 30 mấy năm thời đó đó, thì nhiều người ra đi bằng cách này hay cách khác. Có nhiều lúc tôi cứ cảm thấy giống như kiểu một con thí thân, anh biết con thí thân ấy, nó cứ biết cái bóng đèn nó bay vào nó sẽ chết, nhưng mà nó cũng vẫn cứ bay vào. Thì cái thời gian đó nó, cái làn sóng Việt Nam tị nạn hồi đó thì đều giống nhau như vậy. Tôi nghĩ rằng tôi là người sống của chế độ Sài Gòn cũ trước đây, thì tôi có đến đây, nếu ở đây không nhận thì tôi có chết tôi cũng cam đành. Thế rồi, những chuyến tàu đêm cứ lặng lẽ ra khơi. Cái mạn thuyền ngấp nghé với mép nước ấy như bị trì xuống thêm bởi tâm tư của những người đang có mặt trên ấy, bao gồm cả những niềm hy vọng mông lung. Họ hy vọng ở nơi nào đó trong mịt mùng trùng dương ngoài kia là bến bờ của tự do, là sự đổi đời, mà nơi ấy được ví như lên đến thiên đường của cuộc sống thực tại. Thế mà trên khuôn mặt của họ lại tuyệt không thấy được nụ cười. Phải, làm sao mà người ta có thể tỏ ra hân hoan cho được khi quyết định bỏ lại sau lưng tất cả? Tuy chẳng ai dám nói ra điều gì, nhưng sự ra đi vào thời điểm ấy là một sự đánh đổi trái ngược lại hoàn toàn với niềm hy vọng mà họ đang nung nấu. Đến nỗi, những người ấy còn không có cả tới một tia hy vọng mỏng manh nào vào sự gặp lại một lần nữa đối với những người thân yêu nhất trên đời. Đêm đó là đêm 12 tháng 8 năm 1979, mình tính đó là ngày tháng ta. Ở địa phương của mình mà di chuyển đến cái nơi đi đó nó xa, phải nói là cái phương tiện đi phải 30 cây số. Thì vào buổi chiều đó để mình chuẩn bị để mình đi đó, thì mình thông báo với nhau, thì từ đó mình đi đến tới một cái bãi mình đi đó, cái nơi mình đi đó, thì đúng khoảng 12 giờ đêm. Thời tiết lúc đó không có được mấy tốt mấy. Hơn nữa đó thì mình cũng lợi dụng vào cái điểm là an toàn cho mình trước đó, là ban đêm hay là thời tiết xấu, thì cái giai đoạn đó có thể là mình bớt nguy hiểm là cái rình rập. Trong bối cảnh ấy, người ta chỉ dám tiễn những người ra đi trong tâm tưởng, trong tịch mê của những cảm xúc cuộn dâng, nhưng không được phép thốt ra thành lời. Nó trở thành những tiếng nấc nghẹn, bởi họ phải đè cảm xúc ấy vào trong tiếng thở dài. Khoảnh khắc ấy, họ đúng ra đã nói lời vĩnh biệt, chứ không phải lời tạm biệt như bài hát nào đó đã sướng lên. Lúc đó vào lúc khoảng cỡ 11 giờ đêm, chúng tôi bắt đầu nhỏ neo. Phát xuất từ kinh Cái Lớn, thị xã Rạch Sỏi, mà tỉnh Gạch Giá. Thì chúng tôi nhỏ neo, chúng tôi đi ra ngoài biển,
đi về hướng Thái Lan. Thì trên chuyến ghe của chúng tôi là lúc đó là 37 người hết thảy. Thì lúc đó thời tiết cũng không được tốt lắm. Trong chuyến đi đó thì mình nhớ con số cũng gần chính xác là khoảng trên dưới 30. Với người thân đó, thì mình đi với gia đình. Gia đình lúc đó đi mình tính toàn bộ gia đình đó, thì mình có 6 người. Luôn cả em trai, cả cháu. Hồi đó mình không có, làm sao mình có, lúc đó không có hy vọng nào mà quay trở lại, không nghe trở về. Bởi khi ấy, ra đi là quay lưng, là sự phản bội, nên họ phải trốn chui trốn lủi mà đi, đi trong âm thầm lặng lẽ. Ở khoảng thời gian ấy, chẳng một ai có thể biết được sau này họ lại được chào gọi bằng một từ tràn ngập sự yêu thương: khúc ruột ngàn dặm, từ chính những người truy lùng, bắt bớ và tịch thu tài sản của họ. Trớ trêu và cay đắng, những khúc ruột ngàn dặm ấy cứ từng dòng lầm lũi ra đi. Họ chấp nhận đánh đổi tất cả, từ chút tài sản nhỏ nhoi cá nhân cho đến thứ tình cảm thiêng liêng đối với mảnh đất chôn rau cắt rúng. Ngẫm cho cùng, đến chính sinh mạng của họ mà họ còn mang ra để đánh đổi cho cuộc ra đi, thì hỏi rằng còn có thứ gì khác có ý nghĩa hơn được nữa đây? Trong gia đình của mình cũng không được may mắn là cũng có người trong gia đình đi. Thì khi gia đình đi thì mình có mất một đứa em ruột, một đứa em trai con ông cậu. Người em trai con ông cậu thì đã lập gia đình. Thì lúc đó cô đó là cô em dâu đang có mang. Thì cái chuyến đi đó mình không biết, mất luôn. Rồi đồng thời có những cái chuyến đầu ra đi thì chết người, bao nhiêu người, người này người kia, và đồng thời bị hải tặc cướp bóc cái này cái kia, rất là nhiều những cái nguy hiểm, có thể là bỏ mạng trên trên biển cả. Nhưng mà rồi cuối cùng cái làn sóng người Việt biên thời gian đó, người ta vẫn cứ ra đi vượt một lý do nào đó. Vì vậy cho nên là tôi cũng nằm trong ở trong cái tình huống đó, rất là sợ. Và tất cả mọi người thời điểm đó đều sợ, đều biết chứ không, chứ không phải không, nhưng mà người ta vẫn đi, là người ta vẫn đi. Vậy là ra đi, cho dù là bất cứ lý do gì thì chân họ cũng đã bước lên thuyền. Có người một mình, có người đi với bạn bè, có người đi cả gia đình. Tất cả tạo thành một làn sóng vượt biên rầm rộ. Làn sóng ấy còn lớn hơn cả một cơn sóng thần. Nó lớn đến độ cả thế giới đều biết và quan tâm đến chuyện vượt biên đi tìm tự do của người Việt. Nó có những cái lúc mình quay lại, mình nhìn lại, mình nhớ lại. Thì cái trong cái lúc đó đó thì nó cái nỗi buồn vui lẫn lộn. Mình không mường tượng được cái lúc đó là thế nào. Nhưng thật sự cái lên ghe được lúc đó rất là mừng. Ra ngoài biển khoảng được một ngày, hai ngày đó, thì lúc đó tôi tự nhiên tôi nhớ về gia đình. Thì tôi nhớ về gia đình thứ nhất, là thứ hai, và tôi nhớ về, về quê hương đất nước của tôi. Vì vậy tôi muốn, lúc đó là lúc mà tôi sực nhớ đến, và đồng thời sực cảm thấy rằng tôi muốn trở về. Ngay cái lúc đó tôi muốn trở về. Nhưng mà đối với cái khả năng của mình lúc đó, không cách chi mà mình có cái điều kiện để mình trở về nữa. Phương Triều và Nam Minh xin thay mặt cho đài truyền hình Việt Today chân thành cảm ơn công ty First Consulting Group, Kim Loan Healthcare, Deluxe Cargo San Jose, Việt Shopping TV, công ty Be Believe, công ty Trà Nghệ Trắng, dịch vụ chuyển tiền Hồng Lan, Le Chat Nail Care Products, Maki Seafood Supermarket, Lee Sandwiches, Hashtag Phone Repair, BW Sandals, Kawaii Massage Chair, đã bảo trợ cho chương trình đặc biệt 30 tháng 4 năm 2016, Hành Trình Bảo Dòng.
tàu của tôi, tại vì lý do đi thì không được tổ chức như tôi đã thưa rồi. Vì vậy cho nên là không được cái vấn đề safety cũng giống như là cái bảo quản cái vấn đề nước. Tại vì cái tàu này là một cái tàu chở lúa chứ không phải là một tàu mà đại khái chở người. Vì vậy cho nên là người ta dùng cái tàu chở lúa để người ta đi vượt biên. Vì vậy cho nên là khi tôi leo lên cái tàu đó là tôi bảo tôi là hỡi ơi, nhưng mà thôi thì cũng không sao cả, thôi cũng đi thôi. Thì cái tàu đó thì người ta không, thay vì người ta mang nước đi uống đấy, đi nước đi đó, thì người ta mang cái bình bằng mũ bằng nhựa đó, thì nó tương đối nó đỡ bị ấy hơn. Nhưng mà đây cuối cùng cái tàu này là người ta đi bằng cái lu. Mà cái lu bằng sành á, thì người ta đổ nước vào trong cái lu đó. Vì vậy cho nên cái lu đó thì anh biết là trong sông á, người ta chạy á, thì đại khái nó không có sóng, cho nên là nó không có đảo tới đảo lui, cho nên là cái lu đó nó nước nó thoải mái, không có thành vấn đề. Nhưng mà khi ra ngoài biển rồi đó thì anh biết là cái chuyện gì xảy ra. Cái đầu tiên là khi mà bước ra khỏi bỏ Việt Nam rồi đó, bỏ lại sỏi khoảng cỡ một ngày hai ngày sau đó, cái tháng đó là cái tháng bão, giông bão rất là mạnh, gió rất là mạnh, hồi đó phải cỡ là cấp 7 chứ phải không. Tại vì cái tàu nó cứ lên thẳng như giống như mái nhà như vậy nè. Khi mà cái tàu tôi lên, đi lên đó, nó lên, cái sóng nó đưa lên đó, thì tôi chỉ nhìn thấy trời thôi. Nhưng mà khi mà cái đầu cái dòng sóng đi xuống đó, thì cái tàu nó phải đi xuống đó. Thì khi đi xuống là tôi nhìn vốn quanh chỉ có nước thôi, chứ không có gì hết. Vì vậy cho nên là đối với cái thăng bằng như thế thì làm sao cái chum nước, cái lu nước đó, mà sao nó có thể ấy được. Vì vậy cho nó đã đổ banh hết. Mà khi nó đổ banh rồi đó thì trên tàu đó, thì đại khái có một số người, người ta cũng mang đi một ít được bình nước này bình nước kia, nhưng mà cuối cùng cũng không thể nào mà đổ uống được. Cuối cùng đến khi mà chúng tôi cũng cần phải đợi cơn mưa rồi chúng tôi hứng nước, hứng bằng những cái miếng vải nhựa, rồi đồng thời làm cách nào đó để chúng tôi hứng được tí nước để mà uống. Nhưng mà hứng nước đó thì cũng chỉ là hứng thôi, chứ còn thật ra cũng chẳng có gì để mà đựng nữa. Cho nên là cuối cùng rồi chúng tôi cũng lây lất hết, sống hết được mấy ngày như vậy. Rồi đến cái về vấn đề lương thực, đó là nước đã nguy hiểm rồi. Về lương thực chúng tôi không được bố trí bất hay không có sẵn sàng, hay không có là nhiều. Vì vậy cho nên là không có cái gì cả. Thay vì cái ghe khác người ta đâu là phải mua đậu phủ đậu hay là lại khái dưa leo hay là đấy cái gì mà nó có nước. Nhưng mà đây thật sự mà nói, cái ghe tôi không có một cái gì cả. Vì vậy cho nên là chỉ có một bao cốm dẹp. Mà bao cốm dẹp thì đại khái chỉ ăn được một thời gian thôi, ăn được hàng một ngày hai ngày. Đầu tiên thì còn được khá tí, nhưng về sau tôi lại phải lấy nước đến đỗ mức độ tôi phải lấy cái nắp tôi đổ ra, mỗi một người một nắp, chứ còn không dám uống, mỗi người được hai nắp nữa. Vì vậy cho nên là cái thời gian đó 3-4 ngày đầu như vậy phải nói là nhất vấn đề thức ăn với lại nước uống rất là nguy kịch đối với chúng tôi. Có một cái nữa đó là mình muốn nói chuyện, đó là cái mà khó nghe nhưng mà nó là sự thật. Trong muốn được hải tặc bắt, cướp biển bắt, lý do là không đường đi. Thành ra là nếu bắt đưa lên bờ nó còn sống, trên biển là sẽ chết. Mình nghĩ là trên biển là sẽ chết, không còn đường lên bờ nữa. Bởi vì cái hải trình mình đi đó tới 21 ngày. Thành ra thì cô nghĩ thì mình có hy vọng nào mình lên bờ không? Mình không biết, mình không có hướng đi nữa, không hướng đi. Thì mình vẫn tiếp tục ngày đêm cứ bồng bềnh trên biển, trôi ngày này qua ngày kia. Hỡi ôi, cái giá mà người ta đã trả cho hành trình bão giông ấy, phải là người trong cuộc mới thấu được. Phải là người đã từng vật vã, đói khát trên những chiếc thuyền rách nát tả tơi ấy, mới hiểu được lằn ranh giữa sự sống và cái chết nó mong manh đến nhường nào. Thậm chí, người ta có thể chạm vào lằn ranh ấy ở ngay cái mạn thuyền nhỏ bé đang cố gắng ngăn cản cơn cuồng nộ của thiên nhiên, chỉ chực chờ để nhấn chìm nó, để vùi nó vào trong đáy biển đen lạnh lẽo. Thì có một lúc đó, mình nhìn thấy được cái, nói chung là mình không rành về biển, nhưng mà những người trên biển còn lại trên ghe đó thì họ nói, ở cái chỗ là cái hải đăng, mà không biết hải đăng của một cái nơi nào. Nơi nào? Thì cái lúc đó đó thì thấy cái hải đăng. Mà trời lúc đó thì cũng như là hơi êm một chút. Đó. Thì mới kêu gọi những thành phần anh em trên ghe đó gỡ dáng tàu ra để làm cái chèo, mình chèo. Thấy không? Thì mình chèo về cái mình cứ làm những cái chuyện gì mà mình nghĩ mình làm được. Nhưng thật ra mình không biết mình làm được hay không.
Thì cái chèo cái nhắm cái hướng thì cái ngọn đèn đó để chèo để mà đi vô đó, thì nó cũng đi vô. Cũng đi vô lần. Nhưng mình khi mình tới ngay cái hòn đảo đó đó, mình biết nó ở đâu, không biết là đảo nó là sao. Thì mình sống, mình thấy những cái đợt sóng đó đánh vô trong đá rồi dội ra, nó trắng mình, cái lúc trắng lúc xanh lúc trắng lên đỉnh. Thì mấy người đó nói là cái đảo có cái hải đăng. Thì ở trên ghe đó mới gom góp những số tiền lại, tiền Việt Nam đó. Thì gom góp lại, thì khi mình đi đó thì cái số dầu mình đổ đi, vì mình không máy không chạy nữa. Mà mình khi thấy mình thấy cái hải đăng đó đó thì dầu đổ đi hết, để lấy cái thùng. Thì lấy cái thùng đậy cái nắp lại, để nó có số một lượng không khí trong đó. Thì bỏ tiền trong đó, thì mình mới kêu gọi anh em mấy người mà thuộc về mà làm cá đó, thằng sư gặp bơi vô. Thì dùng tiền này đi mua khoai mua gì đó đại khái lên, để ra ăn đói quá. Thì bây giờ mình cứ nghĩ cái gì mình làm được thì mình làm thôi. Thì cái số người đó họ bơi đi vô. Thì ở ngoài này đó thì cũng dùng một cái sợi dây, cái dây gì đó nhỏ nhỏ thôi, thì nó có một cái neo bỏ xuống. Khi mình bỏ xuống đó, thì không biết sao lúc đó lại đổi hướng gió từ ở trong núi lại tạt ra, gió trong đưa ra ngồi lại, thì đưa chiếc tàu cái ghe của mình đi ra ngồi lại đó. Khi mình bỏ cái neo đó dần cái neo cái dây nhỏ mà nó đứt rồi, cái ghe mình nó dần cái mình thấy nó mất dần cái hòn núi, cái đảo đó. Thì mình thấy cái số mà khoảng 3-4 anh em mình nhớ dần vậy mà bơi vô để lộ vô đó, ôm cái thùng dầu đó, cái can dầu đó, rồi bơi vô dần cái mất hút đi. Thì giữa mình với họ cũng mất rồi. Khoảng cỡ ngày thứ tư thì coi như là không còn đồ ăn nữa. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng có cơ may là trên cái lúc mà chúng tôi đang lênh đênh trên biển như vậy đó, thì sau 3 ngày, 3 đến 4 ngày gì đó, thật sự ở ngoài đó thì làm sao mình có thể biết được cái thời gian, thời điểm, tại cũng chẳng có đồng hồ, cũng chẳng có gì cả, nhưng mình chỉ biết là ok, là nó tối là mình biết là tối, là sáng thôi. Thì trong cái thời gian 3 đến 4 ngày gì đó, thì đến ngày thứ 4, tôi nhớ không lầm, đến ngày thứ 4, thì bắt đầu chúng tôi nhìn thấy có tàu, thì chúng tôi mới làm cái ấy để chúng tôi làm hiệu để cho người ta đến, người ta cứu giúp chúng tôi. Thì cái tàu Thái Lan cá đó, người ta chạy tới. Thì phải nói trên biển không có nghĩa là tàu đánh cá Thái Lan tàu nào cũng xấu cả, có những cái tàu rất là tốt. Vậy cho nên chúng tôi đã gặp được cái tàu đó, và tàu đó người ta mới thấy chúng tôi khổ như vậy, cái đói như vậy, thế người ta mới cặp vào, người ta đưa chúng tôi lên trên tàu của người ta, và đồng thời được ăn, người ta cho ăn xong cái bắt đầu người ta mới cho uống xong bắt đầu người ta lại đuổi xuống dưới cái ghe của tôi, và bắt đầu người ta nói ok chúng mày đi, chứ còn tao không có kéo làm gì hơn chúng mày được hết. Tại vì tiếng Anh thì mình không biết. Hồi đó thời gian đó thật tuy là mình có học rồi, nhưng mà không thể nào mình là đủ để mà mình giao dịch với họ. Cộng thêm tiếng Thái thì không lành, thì mình chỉ có thể làm cái động tác để là làm hiệu thôi. Thì sau đó thì người ta biết làm hiệu chúng tôi là ok, tôi đi. Đến khi chúng tôi đi lại biển, con thuyền lại bắt đầu bấp bênh. Thì phải nói là đến khi mà đang bấp bênh như vậy thì gặp cái tàu thứ hai. Cái tàu thứ hai thì thay vì người ta nó tới, người ta nó giúp mình thì không giúp, nhưng mà cuối cùng là lấy cái chần trục á, nó cẩu cái máy, tại vì cái ghe của tôi thì có cái máy nằm bên trong và một cái máy bên ngoài, là cái máy đuôi tôm á, ở Việt Nam mình gọi là cái máy đuôi tôm á, thì cái thì nằm bên dài ngoài, mà cuối cùng là cái nó máu móc cái máy của tôi nó thảy biển, còn mỗi cái máy bên trong thôi, mà cái máy bên trong thì đại khái nó rịch nó tàn, nó chạy hoài. Rồi cái cuối cùng thì bắt đầu nó lại bỏ đi, chứ nó không có hép tôi được cái gì giúp tôi được cái gì hết á. Và rồi sau đó thì nó lại bỏ đi, thì chúng tôi là bắt đầu tiếp tục với lại sóng gió, thì cứ tiếp tục trôi đi trên biển vậy. Thì cũng như mình kể chuyện là mình không nhớ được cái ngày tháng, nhưng mà nó là giai đoạn, mình nhớ được giai đoạn. Thì khi mà nó trôi đi như vậy đó thì mình không còn hướng đó, thật ra mình không còn hướng, mình không biết hướng nào. Có nghĩa là mình căng cái buồm đó là để cho chiếc ghe nó khỏi chồng chành. Cái ý đó là cái ý của những người đi biển, họ kêu gọi nếu ai có những cái gì mà cái mảnh giấy cái gì mà nó lớn lớn á, thì mình căng lên làm cái buồm để làm gì đó cho nó cân bằng chiếc ghe, nó khỏi bị chao. Chứ thật ra cái đó không phải là cái buồm đi định hướng đi, mà không biết, mình không biết là mình đang ở đâu nữa. Thì đến ngày thứ năm thì theo tôi nghĩ là khoảng cái này thứ năm rồi, thì bắt đầu là chúng tôi rất là kiệt quệ rồi,
chúng tôi gặp tàu, chúng tôi bắt đầu tôi mới mời vào, gọi tới. Trước khi người ta gọi người ta tới đó, thì người ta tới cái tàu đó, người ta tới đó thì người không cập vào cái tàu của tôi, mà đồng thời người ta cho hai người thủy thủ bên đó nhảy xuống biển, rồi bắt đầu mới chạy bơi sang cái tàu của tôi, bắt đầu mới chuyền nhảy lên cái tàu của tôi. Thì lúc này là cái lúc mà đại khái là chúng tôi gặp những cái kinh khủng của bọn những người đánh cá Thái Lan. Người ta đã ngược đãi với chúng tôi, và đồng thời là hành hạ chúng tôi một cách rất là đau khổ. Cái thứ nhất, người ta bước nhảy qua, thì người ta nhảy qua đến cái tàu của tôi đó, thì phải nói là người ta ở bên kia là có một người thì người ta cầm cái dây thừng á, cái dây thừng dài lắm, người ta thảy xuống. Người ta thảy xuống thì người tôi với chỉ nói ok, go to Thailand. Nó bảo ok, Thailand. Thì lúc đó chúng tôi rất là mừng, nghe như vậy tôi rất là mừng. Vì vậy cho nên là bên kia người ta nhảy thảy cái dây xuống, thì bên này hai người Thái Lan này đó mới buộc cột vào cái dây cái tàu của tôi. Thì lúc bây giờ là cái tàu của tôi đằng trước mũi á, nó có một cái cây taplo như vậy này, là người ta mới cột vào cái cây này, người ta kéo đi. Đến khi người ta kéo đi á, thì tại vì tôi giàu muốn được không, nhưng lúc nãy tôi đã thưa, lúc đầu tiên tôi thưa là tôi đã biết về vấn đề mà định hướng hải bản này, tôi đã biết. Tại vì thời gian đó là thời gian về hướng tây, về gió tây. Vì vậy cho nên là chúng tôi mà đi theo cái hướng mà đại khái 240 độ, 250 độ, 270 độ, 240 độ thì là coi như là tương đối là vô Thái Lan. Còn nếu mà nó càng xuống nữa đó, thì nó 270 độ hay là 280, 290, 330 đó, thì nó trở về Campuchia với nó trở về Việt Nam ạ. Vì vậy cho nên chúng tôi đang đi ở cái hướng đó, mà sóng thuyền chúng tôi đang là theo sóng đẩy. Mà trong khi đó Thái Lan á, thì người ta buộc vào thì người ta kéo ngược trở ra, thì đứng tỏ là cái sóng của cái ghe của tôi để đi ngược sóng. Thì chúng tôi với lúc bây giờ tôi mới nói với anh em trong ghe đó là ok, lúc đó là hai người Thái Lan chạy bên kia rồi, ok, người ta sang bên đó rồi, và đồng thời chỉ có còn cái dây đang kéo tôi ra thôi. Thì tôi mới nói với những người trong thuyền á là bây giờ cái này đã không được rồi, Thái Lan người ta kéo mình ra chứ không phải kéo vào. Thì tôi không biết là cái này người ta kéo ra có ý đồ gì không biết, thì không biết, nhưng mà tôi biết chắc là người ta kéo ra rồi chứ người ta không phải kéo vào vào Thái Lan. Vì vậy cho nên quý vị nghĩ sao? Thật sự ở đó lúc bây giờ tôi chỉ hỏi ý kiến mà thôi, chứ chính ra cũng chả có cái gì là người ta có thể quyết định được. Thì tôi mới quyết định, tôi bảo ok, bây giờ tôi chặt dây. Thì tôi mới mò xuống dưới cái gầm tàu là có một cái con dao, thì tôi mới chặt cái dây thì nó đứt cái dây. Thì khi đứt dây á, thì bên kia người ta dòm thì nghĩ rằng là đứt dây, thì người ta nghĩ là đứt dây thôi chứ không phải là tôi là người chặt. Thì vậy cho nên là lại người ta lại chạy sang một lần nữa, hai cái tầng đó người đó lại sẽ bắt đầu sang. Thì kỳ này sang á là người ta không buộc ở trên đó nữa, mà người ta buộc ở bánh lái. Tôi hỏi anh, cái thuyền mà trong khi đó người ta muốn kéo mình á, là kéo đằng mũi, nó cột đằng mũi, mà đây nó kéo, nó buộc vào bánh lái của mình, nó kéo ngược. Thì tôi hỏi anh cái đó là một hình thức gì? Anh nhòm thế vậy thì đương nhiên anh suy nghĩ là ok, cái này là một hình thức là coi như là muốn có một cái hành hung gì với mình rồi, chứ còn không phải là cái tính cách là tốt lành gì ấy mình, đại khái mà để mà lại giúp mình với cách mà đại khái lại cột ngay là sau lái để kéo như vậy, thì tôi không thể nào mà là an toàn được. Chứ tôi thấy như vậy thì tôi thấy là không được, là tôi nói là lại Chúa thôi, vậy cái này là nguy hiểm rồi Chúa ạ, bây giờ Chúa làm sao là cứu chúng con chứ không có là chết trong tay của cái bọn này chứ phải không. Thì đúng thiệt, ngay lúc đó là bây giờ là nó kéo đó, nhưng mà nó cột thôi, nhưng mà nó chưa kéo. Cái cuối cùng á là bắt đầu hai người đó bắt đầu bị kêu chúng tôi, bắt chúng tôi phải kéo xuống. Tại vì cái ghe thôi cũng tương đối nó to chứ không có nó nhỏ đâu, tại vì ghe chở lúa mà nó chở lúa. Vì vậy cho nên nó bắt chúng tôi dồn xuống hết phía dưới. Bắt đầu ở phía trên á là bắt đầu nó ở trên ghe, thật sự mà nói 37 người á, thì ở trong đông đó là tất cả là có 3 người phụ nữ. Tôi nhớ rất là rõ là 3 người phụ nữ. Một người phụ nữ là vợ của cái anh chủ ghe. Và hai người phụ nữ kia đó là khoảng hai cô đó khoảng cái năm đó khoảng cái 16 17 tuổi gì đó. Hay là cùng lắm 18 độ và đổ về thôi chứ không hơn được. Là cô đó không phải là người Việt mà người Tàu. Ở trên chợ lớn đi về. Thì trong khi đó hai tên Thái Lan đó đã hiếp hai người đó, hai người con gái đó. Thì bắt đầu sau đó khi hiếp tại cái tàu luôn, mà chúng tôi là những người chứng kiến luôn, hiểu không? Rồi sau đó là anh chàng hai thằng Thái Lan đó, bắt đầu với lấy cái búa và đồng thời lấy cái cây sắt đó, đi đập cái, tại vì anh thấy biết là cái thuyền đó, cái thuyền của mình nó có cái cong á, cái cong thuyền như vậy là để người ta đóng cái ván vào đó. Thì trong khi đó là nó nghĩ là chúng tôi bỏ vàng vào trong đó,
hoặc là giấu ở trong đó, tại vì cái viên viên hồi đó đi rất là nhiều, cho nên là rất là nhiều cái mánh khóe của mình giấu vàng cái này cái kia đó, thì nó đi nó đập với công như vậy, cuối cùng nó đập không thấy. Với thấy tại chúng tôi để xăng ở giữa, xăng và dầu, những cái can xăng là những can bằng ngủ, và những cái can đó mỗi một can là coi như 75 lít, mà chúng tôi mới xài được cỡ khoảng cỡ 5-6 bình gì đó, mà tôi mới xài được có một bình à, chứ không, mà còn tới bộ đến 4-5 bình nữa, mà mỗi một bình nghĩa là nó chứa ở trong đó là khoảng 75 lít xăng. Trong khi đó là anh biết là đi mấy ngày trời ở ngoài biển là chỉ là nắng á, nó cái thùng bằng mũ á, nó không còn nó là nằm trong vị trí bình thường, mà nó phùng ra, tại vì nó hơi nó vậy nóng, nó hơi nó bình như vậy nào. Thì trong khi đó anh chàng Thái Lan á là nghĩ là để ấy trong đó, tại vì chúng tôi vừa được có dầu và có dầu azon á và xăng nữa, thì trong khi đó anh chàng ấy nghĩ là chúng tôi bỏ dấu vàng vào trong đó, bỏ vàng vào trong đó, thì anh chàng mới bắt chúng tôi bắt một người đó lấy một cái quần đùi á, thì hắn ấy với cột cái cây vào cái cây sắt thấm vào trong xăng, trong bắt đầu hắn ấy đốt lên hắn ấy đi kiếm, thì lúc trời tối rồi hắn không có đèn pin, mà thì lúc đó là lúc mà anh chàng ta với đi mở ngay cái nắp can thứ nhất, mà can thứ nhất á thì nó lại là can xăng, nó là can xăng chứ không phải là nó can dầu, mà là can xăng á, thì khi mà anh biết là trong đó nó có hơi rồi đó, mà trong đó nó cầm cái đốt đuốc bên ngoài ở tay này, mà đồng thời một tay kia nó mở cái nắp cái xăng ra vậy, mà nắp cái can xăng ra mà vừa mở ra cái hơi ở trong ra, mà trong gặp ở ngoài này lửa là dứt khoát là cháy thôi, chứ không cái cách kia mà không cháy được. Cái tôi nói là có nó xăng đó, hey xăng đó cháy, là anh chàng nó biết hiểu là sao trời sao xui là sao, mà cuối cùng anh chàng hiểu, anh chàng đại lại không nắp đó. Nhưng mà cái can thứ hai đó, nếu giả sử mà nó là can dầu thì tôi cũng chẳng sợ đâu, nhưng mà nó lại can xăng tiếp, nó lại tiếp tục can xăng nữa, cho nên tôi, tại vì tôi là người chạy máy, tôi biết là can nào can dầu, can nào can xăng, cái tôi nói cái xăng nữa đó, cháy nữa, coi gì cháy nữa đó, thì lúc này đó là hắn không có tin tôi nữa, thì hắn đi mở ra, nếu khi mở ra đó, thì trong khi đó anh chàng đứng ở trên cái thế hắn đứng ở trên cao, tôi đứng dưới. Nếu khi mà đại khái tôi mới vừa mới nói câu là coi xăng nữa cháy nữa đó, thì bắt đầu anh chàng cầm cái cây á, để cây đó cỡ bằng cổ sắt, bằng nửa cổ tay này, mà nó bằng sắt chứ không, cái dài cỡ này là hắn trong tầm tay, hắn mới đập thẳng xuống đầu tôi, mà trong khi đó hắn ấy đứng ở trên mà tôi đứng ở dưới, thì tôi mới thấy hắn ấy đập vào thẳng đầu tôi, thì lúc bây giờ tôi mới lấy hai tay này, tôi mới đỡ như vậy, đỡ để nó khỏi vào đầu tôi, thì cái cây của hắn ấy vào ngay là sẽ bắt đầu, với tôi mới cầm, tôi mới néo cái tay tôi mới có giật cái cây trở lại. Nếu khi tôi giật cái cây trở lại thì nó rớt xuống cái đám bị xăng, thì anh chàng ấy bắt bị xăng, thì bây giờ là anh chàng kia đã mở rồi, chỉ vì là nó xăng nói thế mà nó bung ra nó cháy, thì nó cháy thì nó mới cháy một chút xíu thôi, một thùng thôi. Cuối cùng anh chàng kia thấy vậy nó cháy rồi đó, là anh chàng ấy nhảy xuống biển, hai anh chàng Thái Lan nó nhảy xuống biển và bơi qua bên cái tàu của anh chàng ta. Thì khi mà người ta hai anh chàng nó trở về tàu đó, thì anh chàng tại vì cái dây á anh buộc ở cái ghe tôi đó, anh chàng không có gỡ ra nữa tại vì anh cầu rồi, cho nên lý do đó là anh chàng phải chạy về bên kia, anh chàng phải chặt cái đám dây đập trong cái khúc dây phía bên kia, cho nên là khi mà mới bỏ chạy ra, chứ thật sự mấy người ta không hét, chúng tôi không có giúp tôi được cái gì để chữa cháy. Thì lúc đó cái tàu của tôi nó càng ngày, tại vì nước á đi mấy ngày trời, cho nên là đầu tiên mấy ngày đầu thì còn có thể xúc nước, múc nước ra được, nhưng mà về sau mệt quá chẳng ai múc nước cả, chỉ cái nước dưới tàu á, thì lúc đó là nó ở dưới sàn tàu á là nó nước cũng khá rồi, thì vậy cho nên là xăng á thì nó nhẹ hơn đấy, mà cho nên khi lý do đó là cái lý do khi mà xăng nó đổ ra đó, nó nổi ở trên mặt nước thì nó gặp lửa gì thì nó cháy, nó cứ lửa xăng ở đâu là lửa nó cháy hết. Nó khi mà anh biết thì là nó cháy hết cả một cái tàu luôn, tàu lúc ấy nó trở thành một cái tàu lửa chứ không phải là mấy. Thì lúc đó là mọi người nhảy xuống sợ quá, mà ngay chính cái hai cái cô mà bị hiếp đó là coi như hầu như là không thể cựa quậy, không thể làm gì được nữa, mà tôi cảm thấy là tôi với lại một anh chàng đi với tôi nữa, thì nó thanh niên cũng anh chàng nó cũng tháo vát lắm, cũng khỏe. Cái tôi mới nói với anh chàng là thôi bây giờ khinh người này, hai người này thảy biển dùm lên, tại vì lý do là để trên cũng chết cháy à, mà không biết là thảy biển cũng chẳng biết, không lúc bây giờ mình chỉ biết cách mà ok giúp người ta bằng cách đó thôi. Cứ còn thảy xuống thì hai người đó rồi đồng thời tất cả mọi người khác đều nhảy xuống hết. Thì tôi là người mà lại khá chạy máy thì đương nhiên tôi biết rằng là cái can nào là can mà gần hết á, thì bắt đầu tôi mới lấy được cái can. Khi mà tôi nhảy hết rồi tôi lấy một cái can, tôi đổ dầu xuống dưới biển, tôi lấy đổ dầu nữa, tôi canh
tôi thủ lấy cái can của tôi, tại vì khi mà tôi nhảy xuống giống như mọi người nhảy xuống thì thật sự hai tay không thì không thể nào mà sống được. Vì vậy cho nên là lý do đó tôi suy nghĩ được, ok tôi lấy được cái can thì tôi đổ dầu hết thì tôi biết đậy cái nắp lại. Khi tôi đậy cái nắp lại thì tôi ôm cái bình đó, tôi đứng ở còn ở trên tàu chứ tôi, tại vì lúc bây giờ nó cháy ở trên nhưng mà cái phần bên dưới, phần tay lái đó, bánh lái nó vẫn còn. Đến khi mà đại khái nó cháy hết rồi, người ta chạy, nó cháy ở trên phần hết rồi thì người ta chạy á, nó nhảy hết rồi thì tôi là người nhảy cuối cùng. Tôi nhảy cuối cùng thì tôi thay vì người ta nhảy về phía bên này thì tôi biết là nếu mà tôi nhảy về phía này á là chắc chắn là được gặp người ta thì cũng không sống được. Tại cái bản năng sinh tồn mình cứ không phải là vì mình hại ai cả, nhưng mà mình chỉ biết là mình thoát thân thôi thì tôi mới nhảy về phía bên này. Thưa rằng, đó mới chỉ là một trong muôn vàn câu chuyện vượt biên, là một trong hàng trăm ngàn chuyến đi, và một trong hàng trăm ngàn số phận. Tuy chỉ là một, nhưng cũng đã nói lên tất cả. Hỏi rằng có người nào bỗng nhiên lại từ bỏ ấm no để chuốc lấy sự đói khát thê lương? Có ai từ bỏ an bình, hạnh phúc mà chọn cho mình con đường bão giông như thế? Ngẫm cho cùng, điều đó chính là nỗi đau của cả một dân tộc, là một vết nhơ không bao giờ có thể rửa sạch của cả một chế độ. Họ, những người con của nước Việt, cứ thế lầm lũi ra đi, từ bỏ đất mẹ dấu yêu, dấn thân vào bão giông, bất chấp cả mạng sống quý giá của mình. Để rồi, từ là một người con nước Việt, họ được cả thế giới gọi bằng một cái tên khác: Boat People.